nhìn vô hai cặp phân số này có bằng nhau hay không. Lỡ đã có lấy một ví dụ rồi, ví dụ 1/2 và 2/4, hai cái phân số này có bằng nhau không, làm bằng cách nào nhớ không? Nhớ không? Muốn hai phân số này bằng nhau là ta làm gì? Lấy tử hằng này, nhân mẫu hằng này, xem coi tử hằng này có bằng mẫu này không nè. Lại viết nè, nhìn kỹ năng cho lẹ nè, nhìn kỹ năng nghe đại ca. Nhân giùm em đi. Đây nhân đây bao nhiêu? 4. 4, đây nhân đây giùm em đi. 4. Nhiêu? 4. Hai này có bằng nhau không? Có. Đưa dấu bằng vô, xong. Ủa vậy hả? Dạ. Tiếp tục nè, nhìn cái trên đề nè, em viết lại nè, -12/16 với lại 6/8. Nhân đi. -12 nhân cho -8 mấy dấu trừ? Một dấu. -12 với -8 mà một dấu gì? Hai dấu. Hả? Hai dấu ra dấu gì? Dấu cộng. Chẳng dấu trừ ra dấu. Chẳng dấu trừ ra dấu cộng hả? Dạ. 12 x 8 nhiêu? Bấm máy tính, ai kìa bấm máy tính, ai cho bấm máy tính. 12 x 8 mà bấm máy tính gì anh chào? 26 hả? Lên núi rồi. 26. Nhiêu? 26. 96. Chị Vy bấm máy tính, chị Vy biết rồi. Không có bấm. Thôi 16 nhân 6 là nhiêu? 16. Cái nhậm chứ đừng có cười, cười không có nhớ nổi. Đúng rồi, 96 với 96 như thế nào? Bằng nhiêu? Bằng nhau, đưa dấu bằng vô. Có kẹp không?